Absolutely. We are very, very excited to be here as we start a new relationship with the Asian Garden Mall. As you can see, we kind of started off our marketing materials celebrating the Lunar New Year next month. And we just felt like as we're looking to continue to reinforce our commitment into the Asian communities and the Vietnamese communities, it made sense for us to partner with such a good business here in the heart of Little Saigon. Can I translate Vietnamese right away? Kính thưa quý vị, ông ta nói rằng ngày hôm nay mà Pechanga Resort and Casino sẽ có mặt tại cái buổi lễ ngày hôm nay bởi vì họ chờ đợi cái những cái sự mà market về cái cộng đồng của người Việt chúng ta và đồng thời có một cái sự relationship là có cái sự trao đổi thương mại mà tốt đẹp cho một cái năm mới và đồng thời là sẽ tạo thêm được những cái thương mại và cái sự mà tốt đẹp mà mua bán giữa hai bên là Pechanga Resort and Casino, you know, like Asian Garden Mall. You have a mention is Pechanga is a commit marketing to be Vietnamese. Correct. Market, can you have give some example? Yeah, I think what our goal is when a customer visits us on property at Pechanga Resort and Casino, we provide them with an environment that feels personally relevant to them. It's something where we cater to the Vietnamese customer. We do it through our food and beverage options, we do it through our live entertainment. We have a great Vietnamese host team that can cater to those person's needs. And it's just one of those things that when people come there, we want them to say, this is our casino of choice in Southern California. Okay, thank you very much. Ông Vice President nói rằng là cái mong muốn của cái Pechanga Resort and Casino là họ mong muốn họ đem đến tất cả những cái điều mà có lời, niềm vui giống như tất cả những cái điều mà Pechanga có thể đem đến cho tất cả cộng đồng người Việt của chúng ta. Đó là cái gì? Đó là cái sự may mắn, vui vẻ, tài lộc đến với tất cả mọi người. Thank you very much. And the second question. I'm really to make all the questions because that's exclusive for you, right? Can you tell us why it's so important to have this marketing partnership with Asian Mall? Well, I think it really is as we at Pechanga are looking for those companies that make sense for us to partner with, those who have such a great presence within their communities, that when people look at it, it makes sense for Pechanga to be partnering with the Asian Garden Mall. So we're just looking for those areas where we can
find relationships that help fulfill the needs of our customers both on property and of course now off property here at the mall. Okay, very good. Ông ta nói rằng là cái sự việc mà ngày hôm nay ông ta có mặt đây là bởi vì ông ta ký cái điều mà quan trọng nhất mà để ông ký kết cái hợp đồng mà exclusive với cái Asia Mall, bởi vì ông ta mong muốn được có cái được đem đến những cái mà chúng ta cần. Thí dụ như ông ta cần cái market của the Vietnamese community thì cũng giống như người Việt cần có một nơi để có chỗ giải trí, để có cái niềm vui, thì đó là một cái điều mà important tại sao mà Hotenga Resort and Casino có một cái đại lễ ngày hôm nay. Thank you very much. Trong là ông Greg Liu là Director of Asian Marketing of Hotenga Resort and Casino. Hi. Hi. Can you say some words to the Vietnamese audience? Sure. Well, my name is Greg Liu. I'm the Director of Asian Marketing for Hotenga Resort and Casino. I'm very honored to be here at the Asian Garden Mall. Today is a very special day because we are partnering with the Asian Garden Mall. We're going to use this area to launch a lot of our Asian brand messages. So thank you very much. Thank you. Ông Greg nói rằng ông rất là vinh dự khi được đến dự một cái ngày lễ mà ký kết cái exclusive, tức là một cái độc quyền về marketing tại cái Asian Garden Mall của chúng ta. Và bây giờ Bích Trâm sẽ có một vài câu hỏi cho ông, với ông Greg về cái chương trình, về cái chương trình của ngày lễ ngày hôm nay cũng như cái marketing. Can you share with the audience why today is very important when you sign up the exclusive marketing with the Asian Garden Mall? Well, actually, as Lee Torres said, that we've been negotiating back and forth for several months now. So when we initially came down with all the executive, including board member, shows that we are very sincere about this partnership. Till today that we actually have a signed contract with the mall, it took a lot of negotiation and good faith, but I think we are very excited from this point forward. Yeah. Thank you very much. Ông Jack nói rằng buổi lễ ký kết cái hợp đồng mà độc quyền quảng cáo, độc quyền thương mại tại Asia Mall, đó là một cái công việc làm mà tất cả các ban giám đốc ở trong Hotenga Resort and Casino đã làm việc trong nhiều tháng trời qua. Và ngày hôm nay ông rất là vui, rất là exciting để ký kết cái hợp đồng ngày hôm nay. Và ông hy vọng rằng những cái hợp đồng được ký kết ngày hôm nay sẽ đem đến là một cái gọi là tài lộc, cũng giống như là cái toàn bộ những cái điều may mắn đến cho cả hai phía, là bên Hotenga cũng giống như là bên Asian Garden Mall. Bây giờ khi mà em đến để dự cái buổi mà ký cái độc quyền thương mại giữa Hotenga và Asian Garden Mall thì em cảm thấy như thế nào? Em có thể chia sẻ cái điều đó ra cho với cộng đồng Việt Nam chúng ta. Trước hết thì em xin chào chị Bích Trâm, xin chào quý khán giả đến với chương trình hôm nay. Thì em thấy mình rất là vui, cảm thấy là mình rất là hạnh diện khi mà đại diện vâng, cảm ơn em rất nhiều. Bích Trâm một lần nữa cũng xin giới thiệu với quý vị rằng Trâm Bùi là vừa mới thắng giải Miss Việt Nam Global tại đã tổ chức tại Pala cách đây hơn một tháng qua, và cái cô đã trình diễn và đã có những cái bước đi rất đẹp, giống như là sự ứng xử của cô đã làm cho tất cả những cái người ban giám khảo đồng ý và khi duyệt cô là người thắng giải thêm đó, và tất cả mọi người đều vui mừng. Và một lần nữa cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi cái chương trình phóng sự của đài truyền hình VBS. Và bây giờ mời em có đôi lời đến audience của đài truyền hình VBS. Trước khi chia tay với quý vị khán giả thì trong xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và
một năm tràn đầy niềm hạnh phúc. Bây giờ Bích Trâm lại được tiếp xúc với một người rất là quan trọng ở trong Phở Trang Gà Resort and Casino, và người đó lại nói tiếng Việt nữa, đó là ông Danny Khánh. Kính thưa quý vị, xin mời Danny, ông Danny Khánh có thể có đôi lời đến quý khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. À, trước hết tôi xin cảm ơn Bích Trâm, và tôi cũng muốn nhân dịp đây chúc tất cả quý khán thính giả một năm mới đầy an khang thịnh vượng. Đánh bài tới đâu thì chúng tới đó. Quý vị ơi, được đầu năm mà chúc như vậy, cái điều này Bích Trâm cũng phải đi đánh bạc, mặc dù Bích Trâm không biết đánh bạc, thưa quý vị. Vâng, thưa ông, là ông có thể cho quý khán thính giả được biết rằng là rất nhiều người Việt Nam rất muốn đi xuống Phở Trang Gà để mà play game hoặc là coi show, nhưng mà nhiều khi xa quá. Vậy thì chúng ta có bus, tức là xe buýt để chở của những người đó đi hay không? Và xe bus sẽ đậu ở đâu và pick up người ở chỗ nào? Dạ, thưa xe, chúng tôi có xe bus. Nếu mà nói tại đâu thì tôi không biết rõ. Dạ. Nhưng mà có tại Westminster, dạ, như Santa Ana thì dạ, có hết. Dạ, vâng. Và chẳng những có xe bus mà có xe bus có người Việt Nam. À, làm guide trên đó, đặng cho người Việt Nam mình đó, người nào không nói tiếng Mỹ được, yeah, có nói được. Yeah. Yeah. Cảm ơn anh rất nhiều. Yeah. Như vậy thì mỗi lần mà có chương trình ở casino thì có xe đến, nhưng mà khi mà xe đến như vậy thì họ sẽ thông báo, thì họ sẽ thông báo như thế nào? Xe thì lúc nào cũng có hết, yeah, ngày nào cũng có xe hết, yeah, vâng, nguyên tuần 7 ngày một tuần, uh-huh, mà không phải một giờ giấc nào, mà như nhiều khi nó có đâu là 4-5 lần. Dạ, yeah, tức là mình không phải đợi. Mình không phải đợi, đúng, yeah, rồi, nhiều vâng, khi có thể mình nói mình hụt một chút thì đợi chừng nửa tiếng hay một tiếng thì có xe khác. Vâng, và bây giờ Bích Trâm cũng xin hỏi anh rằng là ở người ở Phở Trang Gà đó có rất nhiều cái nhà hàng, đúng chưa? Dạ, nhưng mà nhà hàng đó mình có nhiều nhà hàng Việt Nam không, hay là có những cái nhà hàng Chinese nữa? Dạ, thưa, Phở Trang Gà là một cái casino duy nhất ở California, dạ, mà có chẳng những có một nhà hàng Tàu mà, dạ, có một cái nhà hàng Việt Nam nữa, uh-huh, mà bán phở, bán tất cả đồ Việt Nam, bán bún, bán chả giò, bún bò Huế, nghe thấy thèm quá, bò kho này kia đủ hết. Dạ, vâng. Thành, yeah, ra rất vậy. Rồi Phở Trang Gà cũng có show Việt Nam nữa, yeah. Thì cái show mà đầu tiên năm nay đó là sẽ vào ngày 2 tây tháng 16 tây tháng 2, yeah, thứ bảy 16 tháng 2, dạ, yeah, cái một tuần sau giao thừa. Một tuần sau giao thừa, dạ. Rồi cái ngày giao thừa mà ngày 9 tây tháng 2 đó thì 5 giờ chiều, lúc 5 giờ chiều thì chúng tôi có đốt pháo, múa lân rồi này kia, yeah. Rồi Casino Phở Trang Gà sẽ trang trí bắt đầu ngày 2 1 tây tháng 2, yeah, để tiếp đón năm quý tỷ. Đó, tiếp đón năm quý tỷ, wow, yeah. Vâng, kính thưa quý vị, như ông Danny Khánh vừa mới nói, vừa mới trình bày, thì quý vị đừng có bỏ lỡ cơ hội, hãy đi đến Phở Trang Gà Resort and Casino để celebrate the new year ở bên đó, bởi vì nó có rất nhiều chương trình rất hay, mà nhất là có những cái chương trình ca nhạc của người Việt Nam của chúng ta ở bên đó rất nhiều, thưa quý vị. Và chúc mừng, chúc quý vị có một năm mới an khang và thịnh vượng. Cuộc lễ ký kết độc quyền quảng cáo thương mại giữa Phở Trang Gà Resort and Casino với Asian Garden Mall vừa kết thúc. Bích Trâm hy vọng những tin tức vừa qua sẽ đem đến cho quý vị thêm những cái thông tin mới về Phở Trang Gà Resort and Casino, cũng như là những promotion hoặc là Luna New Year sẽ xảy ra tại Phở Trang Gà Resort and Casino một ngày rất gần đây, vào ngày mùng 2 tây sắp tới. Và kính thưa quý vị, Bích Trâm hy vọng rằng quý vị sẽ rất vui và sẽ rất hứng khởi khi mà quý vị biết được những thông tin mới về Phở Trang Gà Resort. Và bây giờ Bích Trâm nhìn thấy chợ hoa quá đẹp, Bích Trâm cũng sẽ đi xem một chút trước khi mà Bích Trâm rời khỏi chợ này. Xin kính chào quý vị, chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng.